Bây giờ là 4 giờ chiều ngày 27 tháng 12 năm 2018. Trên màn hình quý vị đây thì chúng tôi xin giới thiệu một bộ sập thờ chân 25. Bộ sập thờ này có kích thước là 1m27, cao 1m27, rộng 1m27 và dài 2m27. Và sập thờ này rất là to. Chúng tôi hoàn thiện sập thờ này cho một bác khách hàng để cho của nhà thờ họ, cung cấp cho nhà thờ họ. Chất liệu là gỗ mít, kích thước rất là to. Hiện tại là chúng tôi đang phun màu cái sạp thờ này, chúng tôi đang hoàn thiện phun màu cái sạp thờ này. Về kiểu dáng mẫu mã thì là vẫn giống như những chiếc sạp thờ trước đây chúng tôi giới thiệu. Và chiếc này có khác là một chút là kích thước nó to hơn, chân 25, kích thước rất lớn. Và nhìn bên ngoài thì là rất lớn. Còn là về đục chạm thì vẫn như những mẫu trước là có đầu ổ khô và tứ linh xung quanh. Chân là chân chạm nghê. Vâng, cái mẫu này rất quen thuộc của chúng tôi. Thì chắc quý vị đã biết rồi. Tôi sẽ không giới thiệu nhiều. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác. Ai có nhu cầu muốn sở hữu những sản phẩm này thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0987 510 816 hoặc truy cập vào website đồ gỗ tùng8.com. Xin chào mọi người. Tôi sẽ quay gần hơn một chút để phần được đục chạm là có phần sắc nét hơn những bộ trước một chút. Còn về phần bố cục thì là vẫn như vậy. Nghe chầu đây. Đó, nghe chầu rất là đẹp. Đang bò lên. Cái trên này là mặt. Ván rất đẹp nhé. Ok. Rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé.